Ok, hello chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog nha anh em ơi. Như đã hứa anh em hôm bữa anh em có chuỗi series là mấy anh em thi ăn á, thử thách ăn bản thân các bạn ơi. Ai thắng là sẽ nhận được 1 tháng lương anh em nhớ không? Nói chung là những gì mình hứa thì mình sẽ làm nha anh em, điều sớm hay muộn thôi nha các bạn. Hôm rồi thì Vũ là ăn món gì ta? Hai gì? Nếu thành công 1 tháng lương đúng không? Toàn là 4,5 kg. Thành công phải không? 1 tháng lương. Anh Hải là ăn gì ta? Mười gói mì tôm xào đúng không? Nước cái mực. Rồi nước cái mực nữa phải không? Là 10 gói mì tôm xào nước cái mực. Là anh Hải thành công. Còn Trọng là gì ta? Nửa đầu heo phải không? Trọng xém thành công. Trọng bị mấy phút rồi? Mấy giây phải không? Ok. Thì đây mình có sẽ up rồi. Anh em mình thưởng cho anh em nha. Thưởng này thưởng nóng thôi nha các bạn. Bây giờ tháng 13 á mà. Thì vậy mà. Thưởng Tết đúng không? Tháng 13 mà. Nhưng mà anh em đừng có tiêu để dành nha. Còn xí lương thì tính sao nha. Bây giờ mình ăn trước, hồi nãy anh có sẽ up riêng rồi. Đây, Vũ 9 triệu nè. Cảm ơn anh hé. Ok, cảm ơn em. Toàn 9 triệu nè. Vậy mà. Anh Hải luôn. Lộn. Nè 8 triệu. Cảm ơn em. Còn Trạm đây, Trạm bữa là không vượt qua nha anh em. Đúng là phải trao Trạm là 4,5 triệu thôi. Nhưng mà nói chung anh thì em mà. Anh em mình vậy mà, nói chung mình khách cho vui thôi chứ không phải cho anh em nhầm điều mình làm cho anh em động lực đúng thôi. Rồi, chứ anh cũng nhờ khán giả nha, khán giả cũng cống hiến mà. Khán giả cũng nhắc mình nhiều cái vụ đấy thì mình chắc chắn là mình phải cho Trạm đủ tháng lương chứ đến nỗi nào mà. Đúng rồi. Đúng không? Giang hồ qua đây gì đó anh em. Cảm ơn Hiển rất nhiều nha. Trước tiên cảm ơn Hiển đó nha. Vậy mà. Anh em cũng cảm ơn anh em nữa. Nói chung anh em cứ có động lực, sức khỏe, năng lượng tốt. Anh em mình cứ là một tập thể đoàn kết là được rồi. Nói chung qua năm thì anh em cố gắng làm lớn hơn nữa. Ông Hiển ông chơi sọt quá. Giờ tôi có ý kiến này. Giờ ông thưởng mình 1 tháng lương là bây giờ mình thưởng ông một cái khác. Giờ tôi thưởng lại bố anh em mình là góp vô mình suy nghĩ đi. Góp mỗi người 500. 5 tỷ. Quá đồ quá. Có. Hay là chịu làm luôn. Đi chơi kỳ vậy? Bạn Hiển muốn ăn gì là cầm 2 triệu mua món ăn luôn. Mình đi mua một cái món ăn tao hỏi ông cho ông ăn. Ông thích gì bây giờ mình mua món ông thích sao được. Ông hỏi ông thích cái gì mình đi mua. Ông em có hùng không? Bỏ tiền tôi vô nữa Hiển ơi. Ok. Là mẫu anh em 5 tỷ. 5 tỷ là 2 triệu. Hùng anh 2 triệu để anh nghiên cứu anh thích ăn món gì thì ông muốn ăn gì mua. Ok để vậy làm ngang vào liền luôn. Làm anh em mình làm mình xúc động dữ vậy. Bình thường anh em mình vậy mà gì xúc động gì trời. Lấy khăn lau lau nước mắt cho Hiển à. Ok nếu anh em thì có làm thì mình có bụng mà anh em vậy mà. Rồi hôm nay để từ từ mình sẽ suy nghĩ ra mình sẽ set up một cái món gì đây để anh em mua. Phải nhanh trong bàn có tiếng đâu lại chứ có mà kêu suy nghĩ 2-3 ngày là lúc tôi rút lại ý kiến nha. Rút lại là rác chịu nha. Đâu để anh suy nghĩ cho. Cầm tiền chứ không là rút lại ý kiến nha. Ok anh em chờ xíu nha. Rồi ok. Anh em ơi. Nói chung là sau 2 tiếng đồng hồ mình nghiên cứu nha. Mình ship thêm mấy cái chú cua đây. Cua chín chưa mà sao đỏ mà Hiển? Nấu sẵn không? Qua đây. Cua nấu sẵn rồi mày. Cua đây chắc chắn anh em mình chưa ăn đâu. Cua đây người ta gọi là cua nâu na uy nha. Cua đây gọi là phun gạch. Nghe người ta giới thiệu không? Mình thấy cũng khá là cái tên lạ. Nghe nói sao giống cua chín như này? Không, nó vậy. Nó giống như cua đá mình mà ở trong suối á. Gành đúng không? Đá mình nhỏ xíu á, ở gành á. Cua đây là cua nâu na uy nha. Hôm nay thì nói chung thì anh em có làm anh có bụng, anh sẽ ra một cái ý tưởng như thế này. Chứ bây giờ vô tự anh ngồi anh ăn không thì khán giả đâu có đủ cái độ rảnh để ngồi coi anh ăn đâu, đúng không? Anh em hiểu không? Cái gì mình phải làm có sự tương tác, phải có ý tưởng nhớ. Bây giờ anh đề nghị thế này, 4 con cua đây. Mỗi anh em tôi cũng chưa kéo cho hết rồi. Mỗi anh em làm một món nha, một món về cái cua la uy đây. Anh thưởng thức, anh sẽ là giám khảo. Nếu anh chọn anh chọn hay để khán giả chứ chọn ta? Để khán giả không? Ông ăn mà anh ăn nhiều khi sợ không có sự công bằng không? Không mình được. Mình anh ưu tiên đi nha. Không bây giờ làm món không cho Hiển biết món ai là của ai luôn. Đúng rồi, ok. Đến không? Ok, vẫn được. 4 món này anh em, 4 món em làm, mình sẽ không biết món ai của ai. Mình sẽ chấm điểm xem món ai là ngon nhất. Nghe chưa? Hôm nay thì ngon nhất thôi chứ khỏi thưởng đi. Khỏi thưởng đi. Là khán giả chấm điểm á. Đúng rồi. Thì anh mới anh em mình lâu lâu mình tình thương mến thương okay. Bữa đi rồi ok dễ mà rồi anh em chia đi nha. Anh sẽ đi vô nhà anh nghỉ xong rồi ra là anh quốc thôi ok chưa không rồi anh em ơi bây giờ mình sẽ cho các bạn coi review qua từng cái món nha. Đây là món Vũ gì Vũ cua king crab sốt bơ tỏi king crab đi còn đây là món của mình nha rau bái kêu cua king crab nay cua nay đây là cua nước ngoại của mình nha các bạn đây là cua mình
xả nha mấy bạn ơi, hấp nhân phải luộc nha, mình hấp xả. Hấp xả nó có. Rồi giới thiệu với mấy anh em là mình món quen thuộc là cua súp me. Thôi bây giờ mình đậu đi, đậu vị trí đây cho em Hiển cho. Đậu vị trí cho ông Hiển biết món ai là món ai đi. Cho nó công đạo đúng tôi, không Dũng? Bây giờ tôi ro ông Hiển ông ro ông dồn cái mimi đây là ông biết của chú Hải liền. Muốn guộc ấy. Muốn guộc. Có cần. Tao để đập sẵn sàng cho ông Hiển ra ông. Đó. Ủa, nó cứng ghê hen, cái vỏ nó cứng dữ ta. Đâu. Có khi nào bị gì hết chưa mày? Đâu, y bài luôn. Đập luôn giờ đây. Món này không dám đập đâu, đập vào áo. Hai món này. Coi này, coi đây. Từ từ khui phải không? Để tao vô kêu Hiển ra. Để kêu Hiển ra tụi bay. Để vô kêu Hiển ra. Anh em ơi, hôm nay mình được một đặc ăn rất là may mắn nha. Hôm nay được làm giám khảo ơi. Mấy anh em mình tự tay nấu cho. Con này con Vũ nấu hả? Không biết. À biết đâu hỏi trời. Ngẫu nhiên sang ngầu luôn hả? Sao trời? Đánh lừa. Món này là gì đây? Món này là gì đây anh Hải? À biết đâu. Hấp hay là hấp? Hấp xả gì? Rồi ok. Con này mi à? Mi sao? Ủa sao chứ? Món Hải hả? Ai biết đâu? Luộc món Hải không? Vậy ai biết đâu? Ai biết đâu? Ai biết đâu? Hải là anh hai chân mi lắm á. Rồi đây mình xin phép mình làm trước nha. Dạy mở. Làm trước cái con mi chắc con này trên Hải này chung chàng nào. Để rồi coi. Để rồi hè. Vũ. Để cấm khảo mình vô ta đổi. Làm giùm anh đi. Chắn luôn vậy. Cái khui quay gần cận cảnh cái con cua như thế nào chứ. Hầu giờ mình chưa biết nó ăn như thế nào á. Nhan không? Hay là lật cái vỏ luôn. Lật kiếm luôn. Cứng quá hàng. Lấy đậm đau một xíu được không? Có. Rồi. Đâu lấy kéo. Nảy lên. Cái đó. Con này khó ăn hả? Ui. Ủa gạch đầy á. Mà sao gạch một trắng? Không mà đổ cho mà rén. Cái con này nó bị ung thư gạch không? Quay vô. Anh Hải cầm cho mấy khăn lạnh giùm em mình hả? Cái gạch nó sát vậy luôn à? Wow. Đồ. Mấy ơi, sẵn tôi lọt qua máng đây luôn nha. Cho ông giám khảo. Được, cứ bình tĩnh em, từng con một. Wow. Con này chủ yếu là ăn gạch mà mình cứ thử gạch. Ui. Trên đây màu trắng nè, ở dưới đây màu đỏ nè. Tiếc rồi sao? Màu trắng nó tiếc rồi sao ta? Đây ha. Con này quá đỉnh luôn á. Để từ mình review nha các bạn. Ôi xệ ơi. Wow, nhìn hấp dẫn vậy ta. Mới rồi xuất mì cái biết quá nè. Hãy liền. Muốn món ai gì cả? Muốn mẹ ơi, muốn giúp gạch đây đi. Anh em, mời anh em nha. Cái con này mình nghe nói là cái gạch đã dữ lắm, để mình review cái gạch thôi nha. Mình chấm điểm cái gạch rồi xong rồi mấy xíu anh em vô ăn. Camera bắt cận cảnh cái gạch đi. Camera. Anh em thấy ok không? Mời anh em nha. Mời tất cả anh em nha. Cái ăn cái cua đồng cái gì đâu. Chưa thấm vô trong. Ừ, khi anh chưa thấm trong cái mình chấm mì à. Để trong cái thấm luôn hòa vị luôn. Không. Ừ. Cực kỳ ngon. Để làm thêm cái nữa. Ăn giống con cua đồng mình không? Cái gạch nó khác hoàn toàn gạch cua Cà Mau mình nha. Nó gạch nó hoàn toàn luôn. Nó không có cứng như gạch cua Cà Mau mình, nhưng mà nó xốp, nó làm như bơ á. Ấy là hỏi có giống cua đồng không? Này miếng này nè anh em. Con này khác hoàn toàn cua đồng chứ. Khác ha. Đó. Bây giờ mình sẽ chọn tiếp theo những con. Anh hai con này có tỏi không anh này? Bơ tỏi, sốt bơ tỏi. Sốt bơ tỏi sao á? Nhìn nè, cái con này full gạch nè, hay nha. Đây nó có cái màng luôn nè. Vỗ vỗ mày đi ra vỗ. Không biết mình ăn mình xíu mình ăn thịt ra sao, bây giờ mình cứ review cái trứng này đúng không? Ừ. Rồi xíu nữa anh em review thịt sao. Như thịt nó nở hai cái càng xong Hiển ơi. Bao giờ anh em con cua đây con cua cái đó đâu. Cái hết à. Không biết cua được cái cua. Anh em mình hậu dẫn cua bếp chưa ăn cua đây nên cũng không rành. Đây. Rồi ok để anh tự xử nha. Ê, mặn. Không. Ủa món ai làm mà sao? Món con Vũ làm sao? Ý sao vậy? Không phải đâu. Tôi làm biết ý. Ủa món Vũ làm sao ta? Ông kêu lạc, ông ăn cái kia nó lạc nó không thấm vô đấy. Nghi vậy? Cái nghi món ổng à? Kệ kệ. Để đấy. Rồi mời anh em nha, mình cũng trắng một cái nha. Con này nè, quay. Con này sao ở dưới có gạch đỏ? Ủa. Ê, mẫu gạch nấu khác nhau là nó có cái màu khác nhau các bạn ơi. Ông nói tùy theo con sao, cũng được con cái sao. Đây là do cái cách chế biến các bạn ơi, đi từ nha các bạn. Đây, cái màu trên là màu vàng, ở dưới đây là màu đỏ. Không biết chỗ nào gạch, chỗ nào trứng luôn các bạn ơi. Mời anh em nha. Đừng có ăn cái bơ. Ừ, giờ chắc con. Ba, con ẩu rồi, con ẩu rồi. Mời anh em nha. Cuối cùng lậu rồi. Con cuối cùng lậu rồi. Mời anh em nha. Lậu rồi. Mà sao không cho khăn vỏ biết cuối cùng khăn vỏ biết hai cái. Biết hai cái luôn rồi. Ủa cái con có nãy luôn hả? Tại biết đâu. Ông con đây lậu nhất này. Con đây lậu nãy luôn rồi. Con tự kha luôn á. Ừ, cái gạch nó giống mì gạch Cà Mau mình cái chỗ đỏ nè. Ừ. Tôi nghĩ là tùy theo con á chứ. Cái chỗ mà đỏ nè. Tự chế biến đâu. Con này nó ơi mà sao nó bà con với gạch cua Cà Mau ta? Này anh em. Chắc gì nữa Cà Mau á. Nó ăn giống như gạch cua Cà Mau mình mà nó mềm hơn một xíu thôi nha các bạn. Mời anh em nha. Coi bị cút nha Hiển nha. Ừ. Ui. Cái đây là cái gạch nó phải không? Cái đây là cái trứng nó không? Không biết. Thôi mình ăn cái gạch nè, nó nguyện như cái trứng nè. Nó mềm chứ nó cứng ăn ngon cực kỳ nha. Ừ. Hai cái thấm đều lên nhau luôn.
mùi bơ chưa thấm vô được, chắc phải kèm miếng bơ nữa mới được, bơ tỏi mới được. Sốt bên ngoài mà. Lộ, để lục lộ đó. Nó bao chữ nào. Lộ, lộ cho lộ luôn. Biết luôn à. Lộ à. Biết rồi cho lộ chứ đâu. Ăn ít đâu, chứ ăn nhiều quá no, mắc cái gạch nhiều chắc quá. Ăn ớm á. Hai con rồi nha bạn. Ăn con tiếp theo. Anh nào mà fan của ăn gạch là ăn đây no luôn á. Làm cái dê luôn đó. Wow. Ôi, con này để anh ăn ở chỗ khác thôi, để anh. Anh chơi nguyên mãn luôn rồi. Trong đây. Để lặt lên nguyên mãn đó sao trời. Giữ con giữ anh kìa. Khui đường không biết nữa. Con này cũng có đỏ, ấy tùy theo con cũng được con cái sao miễn ơi. Ôi. Tùy theo cũng được con cái sao. Cái con chứ biết sao cái gạch con này hơi vàng nè. Cái gạch con nãy chiên nó bạc. Cái con này là làm chế gì? Nướng hay làm gì? À, hấp không? Nướng. Nướng à, con này nướng à? Rồi mời anh em nè nghe. Con cua này quá lạ, toàn là gạch không. Nó còn gạch thôi. Nó có thịt à. Lần đầu tiên mình biết con cua là chỉ có ăn gạch không á nha. Lạ thì các bạn ơi. Không có miếng thịt nào luôn á. Wow, để mình ăn một miếng thử ra tới nó ơi không nha các bạn. Con này để coi nó ngán nha. Con này chấm không nè. Nước ngoài phải chấm chưa? Nước ngoài mà. Nước ngoài phải không? Ừ. Thì chút muối nha. Không chấm là ép ép người đã bếp nha. Ăn riêng để ăn riêng cái miếng gạch không nha các bạn. Ừ, béo không? Béo ăn mà nếu mà ăn tôi thích ăn mà hết bông cua đây phải là gọi là đẳng cấp phải không? Ăn cái gạch không là nó ngấy luôn rồi. Nói chung là cũng tựa như cua gạch cà mau mình thôi, nhưng mà cua gạch cà mau mình do nó gạch nó không có nhiều mà đây. Đây nó nhiều quá độ luôn mà. Không mà đều có cái chữ nó y thì nghi nó sang hơn sao á. Đúng không? Nó mang tính chất gọi là tay tay các bạn. Đúng không? Để dành xíu nữa ăn nhiều quá nó sang hơn sao á. Chứ như anh. Thì tôi nghĩ cũng như cua mình. À mà để cái dĩa cà chua là cầm điểm nè. Ăn này nó ngấy làm cái cà chua vô nó giải nhiệt lắm. Wow, con này đẹp với ta, màu đẹp với ta. Nó ra cái màu khác kìa. Thấy kéo rồi, để súng tè. Cái này thằng lũng tè. Wow, đẹp quá, con này đẹp quá. Con này là nướng à? Hấp. Hấp à? Wow, lên màu đẹp vậy. Wow, màu này. Wow, nó nguyên dễ như con cua luôn ta, giống lục da kìa ta. Y như cái thay dò vậy. Cua thay dò. Con cua này nó sống kiểu sao được ta? Nó gạch như thế này, nó sống sao nó có học động được hay ta? Wow, giờ còn gỡ luôn. Wow, cũng nguyên mà. Đâu đâu, để mình thử cái nha. Trọng ơi, bắt giùm cái khúc đây mình gái nè. Ồ, cua gạch dưới sợ. Ồ, miếng đỏ này, cua gà rốt này. Mà sao trên này đỏ mà dưới này không đỏ? Đây nè. Đây có đỏ không? Cho đây đỏ không? Giờ nó còn nè. À. Ê, mấy bà to quay. Nhìn em. Wow, để mình thử một cái nè. Đây, ông ăn miếng này nè, có nước, có cái nè. Cái đây màu sắc đẹp quá các bạn. Nè, màu sắc cực kỳ đẹp ha. Đây, anh em thấy đỏ không? Ok. Mời anh em nha, mời anh em làm một miếng nè. Nhìn thấy màu sắc thì đẹp nha các bạn. Mà ăn vô. Ê, nhìn cô Lan á. Ui. Không biết bên nào người ta thích cái kiểu này sao á. Hay là do ở bên quái đáng thiệt chứ. Ở bên mấy cái nhà hàng ở bên đó người ta chế biến, người ta lấy cái gạch ra, người ta làm nước sốt hay là người ta làm gì không biết nha. Tôi nghĩ làm sinh tố uống. Đây, nào có khi nào nó lấy ống xì rành nó bơm vô không ta? Có người kêu là bơm trứng vô. Có người nói bông gạch bông trứng mà biết không? Nó bây giờ mà. Nó lưu liệu phải không? Ở mình thì sao biết được, mấy ông nó bây giờ mà. Ê. Nhưng mà anh nghĩ là khả năng ở nhà hàng nào người ta lấy cái gạch nó ra xong cái người ta chế biến làm cái nước sốt, nó chấm gì ở như cái gạch cô tôm hùm á. Có khi người ta lấy gạch người ta là làm riêu. Làm không phải nấm riêu mà người ta rồi làm thuốc tẩy tế bào chết làm đẹp cho người ta. Không biết nữa. Chứ còn nếu con cua này một người không thể nào, người bình thường như mình nè, không ăn hết được về một con cua đâu. Giỡn mà. Anh không hết được. Nhiều quá. Tôi nghĩ lấy cái gạch này nó làm phấn nền mà tô mát mát này. Đánh mắt ra rồi hay sao á. Anh em ơi, đây gọi là cua nâu Na Uy nha. Không biết có thật sự bên Na Uy không biết. Anh em nào biết vô bình luận giúp mình nha. Còn miếng sao? Bây giờ anh chấm điểm nè. Thật sự á là con cua đây nó ăn lúc đầu thì thấy nó ngon. Nó ngon hơn cua gạch Cà Mau nha. Mượn chập về sau á ăn cái do mình no hay sao. Ngấy hay sao? Nó ngấy rồi bắt đầu ăn nó thua mất cua gạch Cà Mau mình. Không phải là cái món đầu tiên ngon hay món kia dở. Nhưng mà cảm nhận vậy nha. Bốn món thật sự là khi cháy tỏi hay là sốt vô nó đâu có thấm được vô cái phần thịt đâu. Và khi mình hấp hay mình nướng á, thật sự là nó ăn cái trứng mà. Thật cái thịt thì có thể mình biết, cái thịt dai thì ấy, còn cái trứng không biết cái gì á. Nói chung là mấy món này thì quê nha các bạn. Thôi chấm vậy trò vậy mà. Dạ mà. Phải mất lòng ai không vậy mà. Thôi giờ mời anh em vô thử dùng thử đi. Gạch nào cũng như gạch nấy. Anh em ơi, bây giờ mình ăn no rồi các bạn ơi. Mình ăn mấy gạch mình mà bây giờ mình muốn say đạm luôn rồi. Bây giờ để mấy anh em review đi.
Hồi nãy giờ mấy anh em cũng đã thử cái gạch rồi, anh em nhận xét cho mình đi. Tôi nghĩ là cái gạch có khi anh em mình không biết cách chế biến hay sao á, nên mình thấy thua cua Cà Mau luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Hồi nãy anh nghĩ là cái gạch vẫn không có thịt nó à. Cái gạch đó không ngọt, không ngọt bằng. Nó bùi ngọt luôn á. Còn cái thịt nó ăn như kẹo cao su ấy, nó có gì mà nó xâm lì à. Anh thấy tưởng tượng như là cái một múi bèo mà hột bèo mình ấy cái tế bèo nó rất là vậy, nó rầy luôn, nó không có dính một cái gì. Nó có làm ai? Mời anh em nha. Nó không có dính à. Nói chung là nó chắc thịt, nó rất là đầy thịt nha. Mà nó sẫm. Để anh thử nha. Đây thịt không? À. Mà nó rất là nó làm như tế bèo vậy. Ê, hay là đây có khi nào là cua của Trung Quốc người ta giả, cua giả không? Ê, như gạo đồ người ta có làm giả, trứng người ta làm giả. Cái nào nó làm bằng cao su không? Hả? Cái này thì nha, nó khô quá, nó không có nước, rồi, nó ngọt nước như cua ngọt, Cà Mau. Tôi nghĩ là nếu bây giờ cua đây bán tầm cỡ 30-40 ngàn thì mình mua, mình được, mình ăn bún riêu, mình giả làm bún riêu được. Chứ ai mà cua gì mà kỳ cục vậy. Cua đây người ta bán giá gần 500 ngàn một ký. Chả biết cái mùi cua hay mùi gì luôn á, mình ấy ra cái sao nó rất thịt. Hay là do người Na Uy người ta thích vậy, hay là con cua người ta chỉ đặt tên chứ không phải nó bên nơi. Hay là con cua nó đi từ nơi qua Nam cái nó sợ cái thịt nó dở không ta. Có khi nào con cua đây là dở nhất cái bên nơi không? Không biết có cái vậy anh nghi quá. Tôi nghĩ nó về Việt Nam nó còn dở hơn cua đồng luôn á. Chứ sao mà nó rỉ quá, đúng không? Cua đồng anh. Mình nhìn cái này thấy đẹp ghê quá biển. Nhìn cái này lột cái da ra cái. Thì đó thì anh nhìn cái màu và anh thèm nè rồi anh mới đặt mua nè, chứ nếu anh không thèm thì thôi chứ anh đặt mua làm. Tôi thấy nó dở hơn cua đồng hiện ơi. Nhìn cái màu thấy mê mắt mờ, nghĩ sao vậy anh này? Anh em thì nào? Nhìn cái màu y xì luôn à. Mà sao cái thịt cái càng á mà thấy ăn nó bùi bùi mà nó khô khô chứ nó không có ngọt. Nó nói nhưng mà cái bàn mà ràng mà khô nước vô. Mình lột ra nó rớt rớt từng tép từng tép từng tép. Anh em ơi, mình rút lại một câu nha. Con cua này thật sự anh em ở nơi hay là anh em bán thông cảm cho mình, theo mình nghĩ con này dở hơn con cua Cà Mau nha. Không bằng con cua Cà Mau nha anh em thông cảm cho mình cái, tại vì có sao mình nói vậy hoặc là do mấy anh em mình chế biến không đúng. Nhưng mà đây anh em mình chế biến tới 4 món lần mà đâu phải anh em mình có một món đâu. Đúng không? Tôi nghĩ ăn cũng tầm tạm ngang cua đồng. Ê, cái con này giống như cái gì biết không? Gọi là cái mã bên ngoài thì đẹp trai, phong độ hay đẹp gái, nhưng bên trong thì nội thất là không có bất ngờ. Đúng không? Nội thất là gọi là toàn luôn. Gọi là cái nét đánh chế cái đẹp nè. Đấy là nội thất bất ngờ đó. Đúng rồi. Gọi là cái nét đánh chế cái đẹp ở ngoài đẹp ở trong Trung Quốc. Đúng rồi. Nếu mà cái đây mà nó ngọt, nó có nước nha, nó có ở trong nó có nước á là nó ngọt ngọt dễ ăn. Cái này nó khô quá. Tệ quá, tệ quá. Thất bại. Hôm nay lâu lâu có dịp mày. Tôi thấy không hiểu mua cua bốn cua thấy lạ, tưởng đầu bữa nay chắc được bữa đại chiến. Anh mà anh mấy phỉ này cuối cùng anh trớt luôn nào, chưa ngon được. Không được, không ổn được. Thôi anh em ơi, mình xin tạm dừng clip tại đây nha. Bó tay rồi các bạn ơi. Bó tay luôn á. Anh là mấy ông hiền của mình. Cảm ơn anh. Anh Hải còn lắc đầu thì anh em. Bây giờ mấy cua đây mình không biết làm sao luôn đây nè, chứ giờ ăn cũng không nổi. Bây giờ tôi thảo qua đồng cho nó sống được không? Được. Không xin. Bó tay rồi. Để đây chưa? Bó tay rồi các bạn ơi. Lần đầu tiên ăn con cua mà cái giá cao mà thất vọng như vậy các bạn. Quá buồn, quá buồn.